hãy review cốc gấp gọn thông minh đi. Cốc mà gấp gọn được á? Vì thấy giá thành của nó khá là rẻ nên mình quyết định mua hẳn 3 cốc 3 màu khác nhau. Nhìn qua thì mình thấy nó giống như là cái dụng cụ đựng ghim và cục tẩy ấy. Chẳng thể nào tưởng tượng ra cái cốc được. Xoay nắp và mở ra nào. Một nửa của cái nắp ấy được dính chặt xuống dưới để làm đế cốc luôn. Thiết kế gồm 4 vòng tròn có đường kính khác nhau để khi kéo ra, các mấu nối khớp lại sẽ tạo ra thành một cái cốc nhỏ xinh thế này đây. Rất là hay ho đấy chứ. Đi thử sử dụng nó luôn xem nào. Một cái cốc này chứa được khoảng 100ml nước. Các khớp nối khớp nhau không bị rỉ nước ra ngoài. Dùng xong chỉ cần đóng lại, xoáy vào là xong. Nhỏ gọn, có thể đút túi và mang đi được bất cứ nơi đâu. Tôn đã sử dụng sản phẩm và thấy sản phẩm này ok nhá. Rất phù hợp cho những chuyến du lịch, có thể giúp chúng ta tiết kiệm không gian ba lô. Phù hợp luôn cho các bé đi học, đi làm. Để làm sao? Có cốc riêng tiện lợi uống, đảm bảo vệ sinh. Ở đây ai có thói quen cắn móng tay giống Tôn thì giơ tay lên xem nào. Nhưng thói quen này nó thực sự là không tốt. Nó làm cho móng tay của mình nham nhở, có vết cưa sắc, rất dễ làm sức da khi chạm vào. Hơn nữa còn có rất nhiều vi khuẩn luôn. Đó cũng chính là động lực để hôm nay Tôn review cái máy mài móng tay này đây. Đi kèm máy sẽ là một bộ lưỡi mài có rất nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Chọn đại một cái đầu mài rồi lắp vào để làm việc nhá. Xoáy nhẹ đầu máy là có thể lắp cái đầu mài vào rồi. Do mình đã lỡ cắt cụt hết móng tay rồi nên mình sẽ sử dụng tay của con nở nhà mình nhá. Tỉa trước cho móng tay gọn gàng một chút, rồi dùng máy mài lại nhìn cho gọn gàng. Lực máy chạy rất mạnh luôn, rung hết cả tay. Mà chỉ cần không cẩn thận bị để chạm vào thịt của mình thì khá là đau đấy. Đánh giá xương xương về cái máy này ấy là giá thành rẻ, đầu mài đa dạng, máy chạy xong không nóng. Mỗi tội có mỗi một chế độ chạy thôi, không thay đổi được tốc độ. Cũng ok anh em nhá. Sản phẩm thì nó ok nhá, nhưng mà nếu không phải là dân làng neo chuyên nghiệp thì có ai bị ức chế mấy cái dây giày kiểu này giống Tôm không? Đôi khi ngã vỡ mặt vì bị tuột dây chứ đùa đâu. Mệt mỏi thực sự. Tôm tìm thấy một sản phẩm được gọi là dây giày cao su. Một bộ như này thì tầm hơn chục dây. Với cỡ dây thế này thì phù hợp với những ai chân nhỏ nhỏ như Tôm. Size giày từ 40 đổ xuống. Thiết kế bằng chất liệu silicon và độ đàn hồi khá cao. Dây giày kiểu móc thế này thì đúng là không thể tuột được. Dây rất là ôm sát với dáng giày. Khi đi thì mình chỉ cần xỏ vào là được. Xỏ chân vào và bỏ ra rất là dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Mà nhìn thì cũng thời trang đấy chứ. Dây này thì phù hợp dùng cho những lúc mình chơi thể thao hoặc là có công việc gì cần chạy đi chạy lại hoạt động nhiều ấy, chắc chắn là không sợ bị tuột dây hay gì nữa đâu. Nói chung là ưng cái bụng nhá. Sản phẩm ok mọi người nhá. Một like. Tôm ơi, hãy review cốc làm đá thông minh đi. Được luôn. Ok ok. Để xem nó có gì mà lại hot đến như vậy nha. Cái cốc này nó to như cái ca pha nước vậy. Thiết kế kiểu có những ô tròn nhỏ lồi ra ở xung quanh vành cốc. Phía trong còn có một cái cốc nhựa trơn được để cố định rất chắc chắn ở giữa. Giờ thì chúng ta cùng đi thử cái cốc này nhá. Cho nước vào căn chỉnh cho ngập một hàng dưới cùng thôi. Vì khi chèn cốc trắng vào thì nước sẽ được đẩy dâng lên, làm đầy hết các ô xung quanh. Mặc dù đã cho rất ít như vậy rồi nhưng mà nó vẫn cứ tràn hết lên mọi người ạ. Lau nhà thì chết thôi. Chứng tỏ là khối lượng nước được làm thành đá nó không có nhiều. Giờ thì chúng ta bỏ tủ và chờ đợi thôi nhá. Và sau thời gian chờ đợi, tranh thủ đọc hết 7749 cuốn truyện thì chắc là nước cũng đã được đóng đá rồi. Mình lấy ra xem thôi. Rút cái cốc trắng cố định này ra, các bạn nhìn xem, nước trên các ô tròn đã đông thành đá hết rồi. Mình chỉ cần bóp nhẹ cốc là những viên đá nhỏ nhỏ xinh xinh đã dễ dàng rơi ra. Có điều là thành phẩm thu được hơi ít nhá. Chỗ đá này uống 2 cốc nước là hết rồi. Chiếc cốc trắng bên trong lúc này có tác dụng như là cái chỗ chứa thành phẩm vậy. Lúc đó mình lại tiếp tục đổ đá thành phẩm vào cốc trắng ở giữa. Lúc này mình lại đổ nước vào làm đá tiếp. Ok, như vậy đấy. Theo mình ý, thì nên đổi tên cốc làm đá thông minh thành cốc làm đá hữu ích thì sẽ đúng hơn đấy. Tuy nhiên, rất xứng đáng để cho nó 9 điểm. Một like nhá. Đố mọi người biết Tôm đang làm món gì đây? Thôi chả giấu gì anh em là hôm nay Tôm làm viên chiên. Mới đầu thì định làm cá viên nhưng mà đổ nó lích kích quá, cho nên thôi làm thịt heo viên chiên cho nó lành. Làm thịt viên thì anh em ngại nhất công đoạn nào nhở? Còn Tôm ấy thì ngại nhất công đoạn nặn viên, bởi vì nặn viên thì không dùng găng tay được, mà dùng tay không thì nó cứ óng ánh lóng lánh mỡ lên ấy. Đó cũng chính là lý do Tôm order về cái thìa làm thịt viên này. Chất liệu thì bằng inox, dài khoảng 24cm, mà nhìn cái lỗ nó to đùng thế này thì xiên thịt nặn ra nó phải to uy tín phải biết. Trong tưởng tượng là mình chỉ cần dí cái phần lỗ ở thìa này xuống thì thịt sẽ tự động chui ra và cuộn thành viên nhỏ. Khi ấy ta chỉ cần múc lên và cho vào chảo dầu là được. Nhưng mà tình hình là Tôm đang không thể làm như vậy được mọi người ạ. Bởi vì cái thịt này nó vẫn còn hơi vân mỡ ấy, cho nên ý là không thể dùng trơn tru được. Nói chung ý là muốn dùng cái thìa này thì anh em phải xay thịt thật là nhuyễn. Cơ mà tính ra nếu ai chịu khó thì nặn bằng tay còn đẹp và nhanh hơn nhiều. Kết cục là cái đĩa thịt viên của mình nó be bét mọi người ạ. Nhưng mà được cái là ăn ngon cho nên cũng đỡ đau lòng. Ê, này, gái xinh ấy. Răng vàng đấy. Ủa,
cái men răng của mình nó bị vàng. Mọi người comment chê nhiều cũng buồn. Hôm nay mình sẽ thử sử dụng cái bàn chải điện xem sao. Về thiết kế mẫu mã thì nhìn rất là sang đẹp. Bàn chải hoạt động bằng nguồn điện nạp trực tiếp. Ổ kết nối nằm ở phía dưới cùng tay cầm. Một máy này có 4 đầu chải để thay nhau. Máy cũng có nhiều chế độ khác cho ta lựa chọn. Ai chưa biết sử dụng thì hãy đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử máy nhá. Làm ướt đầu chải, cho kem đánh răng lên, xúc miệng các kiểu như bình thường. Giữ cái nút nguồn là máy sẽ hoạt động. Đổi chế độ chỉ cần ấn nhẹ và nhả tay là được. Lần đầu làm thì đúng theo hướng dẫn sử dụng là chọn chế độ clean. Cảm giác đầu tiên là mình buồn mồm quá, bởi vì nó rung làm mình bị Cameroon ấy. Cứ 30 giây là nó lại tự ngắt một lần để nhắc cho ta nhớ là chuyển vị trí đánh. Cơ mà không ăn thua đâu. Tay mình vẫn cứ phải điều khiển di chuyển như là dùng bàn chải truyền thống vậy. Kết quả cho thấy là nó không sạch bằng dùng bàn chải truyền thống đâu. Buồn. Còn mọi người thì sao? Những ai đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì hãy comment bên dưới cho tôi biết thêm ý kiến nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người lại đây mà nhìn, thấy cái gì kia không? Tiến đây. Chúng mày với tao rồi. Tôm thấy có cái sản phẩm máy đuổi côn trùng khá là ảo diệu nên đã order về. Diệt côn trùng nó là bình thường, chứ làm gì để nó sợ nó bỏ nhà mình đi thì mới chết đúng không? Cái máy thấy đơn giản, nhỏ tẹo như cái đèn ngủ ấy. Thấy nó ghi là có thể đuổi được cả kiến, gián, chuột, muỗi, bọ, các loại. Ok, vậy thì để xem nhá. Vì có khu vườn tí hon trên cửa sổ và hộp rác của mình ở dưới bàn laptop nên lũ kiến rất thích loanh quanh vị trí này để tìm mồi. Chỉ cần cắm máy trực tiếp vào nguồn điện là nó hiện ánh sáng xanh lên như vậy là được rồi. Hồi hộp chờ đợi kết quả. Thời gian thấm thoát thoi đưa và bây giờ đã là tối muộn rồi. Để mình kiểm tra xem. Ôi giời ơi, lũ kiến vẫn cứ tung tăng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có một số con kiến nó còn bò gần lại cái máy và bảo rằng tao sợ quá cơ. Ôi giời, đúng thật là ảo. Theo như mình thấy thì cái sản phẩm này nó không mang lại hiệu quả. Em ơi bảo. Đồ vui nhé. Sự thật thì mất lòng, còn người hay nói sự thật thì lại hay bị nguy hiểm đến tính mạng. Để kỷ niệm cho cái ngày hôm nay thì Tom sẽ review một loại dầu gội khô cho những ai lười gội đầu hoặc sở hữu một bộ tóc nhanh bị bết. Dầu gội khô dạng bình xịt tiện dụng, hướng dẫn sử dụng in ngay trên thân bình đây rồi. Nào thì lắc trước khi xịt nào. Lực xịt của nó rất là mạnh luôn ý. Mùi hương của nó dịu nhẹ, dễ chịu. Ok, và giờ thì tôi sẽ mang con sư tử cái nhà tôi ra đây và thử nghiệm nhá. Khi xịt lên tóc thì nó sẽ tạo ra một cái lớp trắng bạc phủ lên. Ta lấy tay xoa đều, xịt đến đâu ta xoa đến đấy. Và hiệu quả nó mang lại thì rất là ok luôn nhá. Tóc khi được xịt dầu gội khô thì đã không còn bị bết nữa, trở lại trạng thái bồng bềnh, cũng như là mùi hôi trên tóc đã được hạn chế đi tối đa. Nhưng mà chỉ nên dùng sản phẩm này trong một số trường hợp cấp bách nhất định thôi. Vẫn cứ khuyên anh em là phải gội đầu bằng nước thường xuyên thôi nha. Ok nha anh em. Nấu ăn nhiều nên dạo này cũng chăm chỉ review đồ bếp. Hôm nay sẽ là một sản phẩm có tên là máy bào sợi thái lát rau củ đa năng. Gọi là máy nhưng mà lại sử dụng động cơ tay. Máy bao gồm một thân máy có ống lắp lưỡi dao, tay quay và ba ống lưỡi có thiết kế khác nhau là thái lát, thái sợi lớn và thái sợi nhỏ. Để sử dụng thì chúng ta chỉ cần lắp ống lưỡi vào khuôn máy, cho rau củ vào ống ở trên rồi ta bắt đầu quay tay cầm. Vừa quay vừa phải ném rau củ xuống nữa. Nói chung là lưỡi dao thì sắc, thái khá là nét, nhưng mà cái tay phải ném rau củ cho nên là lâu lâu là khá là đau và rát đấy. Nó mà có cái chế độ tự động đẩy xuống thì xứng đáng được 9 điểm. Cơ mà không ăn thua. Mặt đế tiếp xúc với bàn thì không có mút dính nên khi sử dụng nó bị xê dịch qua lại khá là khó chịu. Vệ sinh máy thì rất là dễ dàng thôi. Để xả dưới vòi nước là nó cũng sẽ tự trôi hết các cặn bám vào. Tuy nhiên là nhựa của khung thay rất là bắt màu, bám vào một cái là có ối rồi ôi luôn. Ok rồi đó. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.